Hôm nay nhà mình đã bắn xong những cái khe hở ở trong nhà rồi nè mọi người. Nhìn cũng kín đáo ra phết rồi nhở. Đây toàn là những mảnh gỗ thừa được ráp lại thôi. Cắt đầu cắt đuôi thì cứ vừa vặn là bắn vào. Những cái mảnh gỗ đẹp thì để dành để là còn làm cửa. Công cuộc lại dọn nhà tiếp. Hôm nay mang cái máy này vào đây để xịt cho đỡ phải quét. Nhà mình mua cái máy này 2 năm rồi, thấy tác dụng ghê gớm luôn. Có hơn 200 mà cảm giác nó xịt bay cái đứa mình ghét luôn á. Từ hôm dọn cái bờ khe này quang hơn thì thỉnh thoảng mình lại đi qua đường khe như này. Mấy hôm nay thì cứ mưa được vài hạt thì lại tạnh nên là không có nước chảy nhiều. Như mỗi năm thì cái khe này lúc nào nước cũng chảy thành dòng trong veo luôn ấy, có thể uống được á. 2 năm trở lại đây thì mưa ít nên thành ra là nhìn nó bụi bẩn mọi người ạ. Vừa dọn xong trong nhà thì trời mưa xối xả. Hôm nay mưa to dã man luôn ấy. Sáng giờ cái khe này chẳng có tí nước nào, giờ ôi thôi nó chảy ghê gớm luôn. Đây là nước mưa ở trên đồi chảy về, lâu rồi không mưa to nên là cây cối và trên đường có bao nhiêu đất cát và bụi bẩn được gột sạch sẽ luôn. Như nay ngày mai mà mưa tiếp nữa là nước lại trong veo ấy mọi người. Mình đang chuẩn bị bắc cây cầu qua khe này nè, hôm nay đang đào hố để chôn cột rồi. Hẹn mọi người ở video sau nha.